Decoy D2 với kích thước cực nhỏ 69 x 20 x 13mm, trọng lượng siêu nhẹ 18g. Đây là chiếc điện thoại di động có kích thước thuộc hàng nhỏ gọn nhất trên thị trường hiện nay. Mặc dù chỉ nhỏ ngang ngón tay cái, nhưng Decoy D2 vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng giống như một chiếc điện thoại di động thông thường, với màn hình hiển thị các thông tin, các loa thoại phía trước, phía sau, loa chuông, microphone, bàn phím số đầy đủ. Thiết kế mang hơi hướng của một số dòng điện thoại cơ bản của Samsung. Tính năng nổi bật của chiếc Decoy D2 là vừa cắm SIM để nghe, gọi, nhắn tin, nhưng đặc biệt, nó lại có thể kiêm luôn tai nghe không dây Bluetooth, tương thích tốt với các dòng điện thoại thông minh như iPhone, Android, Windows Phone. Vì vậy, người dùng có thể nhận và thực hiện cuộc gọi ngay trên SIM hoặc nhận cuộc gọi từ một điện thoại khác thông qua kết nối Bluetooth. Decoy D2 có thể đồng bộ toàn bộ danh bạ từ smartphone để kết nối Bluetooth. Phần mềm tiếng Việt hỗ trợ chuẩn tiếng Việt có dấu khi nhận tin nhắn hoặc tên trong danh bạ. Decoy D2 cho âm thanh nghe gọi rất to, rõ ràng, mic thu âm cực kỳ nhạy. Đây là ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm này. Decoy D2 có bàn phím cho khả năng nhập liệu rất ổn, có thể soạn tin nhắn với tốc độ nhanh. Tin nhắn hiển thị được 2 dòng với hơn 10 ký tự, có thể gửi trực tiếp từ SIM lắp trong máy hoặc nhắn qua Bluetooth. Dung lượng pin 250mAh, sạc nhanh trong 30 phút cho thời gian sử dụng lên đến vài ngày ở chế độ điện thoại. Phụ kiện đi kèm với chiếc điện thoại tí hon Decoy D2 không có sạc mà chỉ có cắp nối micro USB, cắp móc đeo tai, nút cao su cùng một dây đeo qua cổ để hạn chế việc rơi mất do kích thước quá nhỏ.